Sáng ngày 15 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ nhân dân chịu thiệt hại trong vụ sạt lở đất tại huyện Bắc Mê. Đồng chí vàng Sao Cón, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì tiếp nhận. Những ngày qua mưa lớn kéo dài đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vụ sạt lở đất thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã In Định, huyện Bắc Mê đã gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản thăm hỏi động viên và chia sẻ với gia đình các nạn nhân đã chịu đau thương mất mát do mưa lũ sạt lở đất gây ra. Đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Giang đã trao số tiền 195 triệu đồng để hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân và người dân trong vụ sạt lở đất vừa qua tiếp nhận ủng hộ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vàng Xeo Cón đã cảm ơn sâu sắc việc làm ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Giang, đồng thời khẳng định sự hỗ trợ kịp thời này là nguồn động viên tinh thần và vật chất để giúp đồng bào bị thiệt hại do đợt thiên tai vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Về số tiền và các phần quà tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ sớm chuyển đến người dân bị thiệt hại do mưa lũ, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng.